Rồi tiếp nha mọi người, còn một cuộn nữa này. Em xả cho hết nè. Cuộn này cuộn dây dây màu đen nha mọi người. Dây màu đen. Hàng thì có sợi bán dạy, em không có bao bọng luôn gì hết nha. Đó. Bao dây cho mọi người là đủ 29 mét nha. Tay da. Con này nó còn sạch sẽ rồi. Lành êm này. 650 xả cho mọi người nha, 650. Em không có bao đứt, bao này, bao kia gì hết nha mọi người. Này giá một khi xả rồi thì nó đã rẻ rồi. Nó không có bao bọng hết nha. Mình bán hết những con mà nó đẹp, nó kiểu như là hàng lựa rồi, thì còn hàng xấu thì mình bán rẻ, xả rẻ. Nhưng mà nói chung chất lượng nó dùng thì rất là tốt. 650 nha, không bao ship.